Hey, xin chào các bạn. Mình có một cái game mini để kiểm tra kiến thức về lập trình hướng đối tượng của các bạn. Mình sẽ mô tả qua cái bài toán như thế này. Đầu tiên, mình có một cái class char là có tên là bay. Trong class char này thì mình có hai cái method như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đó. Tiếp theo mình có một cái class là product. Thì product nó là class con, nó kế thừa thằng bay như thế này, và mình đã require thằng bay vào trong file product.php rồi. Và tiếp theo mình có một class là upload như thế này. Được chưa? Và trong class upload thì có một cái method như các bạn nhìn thấy ở đây. Ok chưa? Quay trở lại cái product class, thì ở product class thì mình khởi tạo một đối tượng từ class product như thế này. Sau đó mình echo từ cái đối tượng này mình cho đến do upload. Khi mình chạy cái chương trình là PHP product.php lên như thế này, thì theo các bạn kết quả sẽ là gì? Hãy comment nó xuống video này. Bên mình sẽ kiểm tra và lấy ra 5 bạn có kết quả đúng nhất và may mắn nhất thì các bạn sẽ nhận được cái khóa học trợ giá tại Suntech, khóa học về PHP MySQL. Đó, chúc các bạn may mắn.